Thôi ngồi im. Cứ ngồi thôi ạ. Ờ, ngồi thôi. Nói gì đi. Ta làm gì tí nữa thầy đuổi vào hết ra ngõ, không biết gì đâu. Mày đi ra xem. Mua 10 triệu. Không, nhưng đây là mày quay. Ờ, tạm hệ 11 triệu. Tao nhưng mà nét. Tao mua cái máy ảnh này to để chụp không? Để chụp đó, để chụp bắt quả trò nhắc tới. Xin cái này mà hờ, nó chết. Mà quay cái này chẳng ai xem cả. Ý là kiểu mình chỉ kiểu quay đứng. Xin chào các bạn. Thế pin rồi. Không phải, rất. Hết pin rồi à? Còn một vạch. Hết pin rồi. Còn đầy, đầy pin. Còn một vạch ơi. Pin đây. Tí thay. Hết pin rồi. Không còn. Đây là. Hóa thiệu bản thân đây. Hết pin rồi. Khoe xong. Hết pin rồi mà. Mình đeo nhìn lên các người. Sim tu ăn lắm rồi. Mày đừng nói tụi chửi vậy, tao xin mày. Đấy, mày chửi tụng quá tao tắt. Các bạn ơi. Nè là chị tiếp à? Không, quay thôi, cô sống nhớ mà lại chị. Em cuộc sống của mày đi. Tất cả mày anh lớn nhỏ thế. Mày quay được gì đấy? Ê, thằng này mày ngồi về để mày soi mày à? Tâm sự cuộc sống à? Tâm sự đi. Kể về ngày xưa. Hello mọi người. Yêu em nào? Đây là Lao Trẻ Châu. À, tôi xin kể một câu chuyện. Hôm đấy là tôi đi ăn cỗ. Đừng nói tục. Thế là có cái ông ấy ngồi ở mâm, ông ấy không mặc xịp. Thế là cu ông ấy lòi ra ngoài. Xong rồi bác tôi mới thấy, nhưng mà giả vờ gấp. Giả vờ gì? Giả vờ gấp nhầm. Xong rồi đánh nhau. Gấp rồi cu. Ý là cái ông đấy ông ăn cỗ, ông ấy không mặc xịp. Thế là chim, mặc quần đùi. Mặc quần đùi xong rồi. Xong rồi cu ông ấy lòi ra ngoài. Xong rồi bác tôi mới thấy, bác tôi biết rồi, bác tôi giả vờ gấp nhầm. Xong đánh nhau. Buồn cười. Hết rồi, hết pin rồi. Sập rồi. Ôi, nhìn màu đẹp mà. Bên tăm rồi.